tìm tất cả các giá trị thực nha, là R nha, của tham số M, để cái hàm này đa thức nè, đồng biến trên cái khoảng này. Hay chưa? Thì cái dạng này nhớ gọi là cô lập. Cô lập M đó. Y nè bằng x mũ 4 trừ 2M x bình cộng 3M trừ 1. Thì tập xác định D bằng R đúng không? Nhưng mình chủ yếu mình xét trong cái khoảng người ta cho thôi cũng được, hoặc là ghi cái chữ R cũng được đó. Nhưng mình làm trắc nghiệm thì mình bỏ bước này luôn, hiểu biết không? Khỏi cần viết. Y phẩy nè, quan trọng cái chỗ y phẩy, tính đừng có sai nè, ra nhiêu? 4 x mũ 3 trừ 6 x mũ 2 cộng 3. Làm sao 6 được? Cái này mũ 2 mà. Nhìn mắt cho nó đàng hoàng chút xíu nha. Chốt chỗ này chưa? Sau đó lập luận để hàm số đồng biến trên khoảng 2 đến 3 khi mà chỉ khi đồng biến thì y phải như thế nào? Lớn hơn bằng, có dấu bằng không? Có, tại vì nó là đa thức, được chưa? Chứ không phải hàm phân thức. Lớn hơn bằng không với mọi x thuộc 2 đến 3, chốt chỗ này chưa? Đường đường, y phải đâu? Lại cộng 3 không đi. À, lần hay nói rồi, M là tham số giống như hằng số, đạo hàm của hằng số bằng mấy? Không. Qua một mấy bữa là bắt đầu quên hết rồi. Chốt chưa? Rồi bắt đầu cô lập M nè, cái nào có M chuyển nè, tập trung đi, chuyển qua đây. Tại sao lại chọn chuyển qua đây? Bởi vì mất dấu trừ, thấy không? Vậy là 4MX nhỏ hơn bằng 4X mũ 3, chốt chỗ này chưa? Có hiểu không? Không hiểu làm chậm nữa. Ủa, là chuyển cái này thì qua. Chuyển cái này qua là viết, lại chuyển cái này qua thành dấu cộng, sau đó là lật ngược lại viết cho nó cái mở nằm bên trái. Còn giả sử bằng không thích thì bạn viết nó nằm bên phải cũng được. Vậy là 4x mũ 3 lớn hơn bằng 4mx, hai này giống nhau thôi, lật ngược lại thôi, được chưa? Muốn viết kiểu nào? Với mỗi x thuộc 2 đến 3, chốt. Thấy từ 2 đến 3 không? Nhớ cái này là bất phương trình. Muốn nhân hay chia thì nhớ cẩn thận số âm hay số dương. Đây là số gì? X thuộc từ 2 đến 3 là số gì? Dương. Số dương. X lớn hơn không? Vậy mình nhân nè, chuyển qua đây thành gì? Chia. Bắt đầu chia nè, mình chia 4x luôn nha. Vậy là 4x mũ 3 chia cho 4x lớn hơn bằng M, chốt chưa? Đó, sai những cái chỗ nào thì hay nhớ rút nè, rút nè. Tương đương ra x gì? Lớn hơn bằng M, chốt chưa? Với mọi x thuộc 2 đến 3. Ổn. Sau đó lại làm tiếp lần thứ hai. Đặt GX bằng bằng cái này nè. Bằng x bình nè. Được chưa? Bắt đầu y chang g phải x ra gì? 2x g phải x bằng bằng không, tương đương 2x bằng không, vậy tương đương x bằng không. Bảng xét dấu, bảng biến thiên chứ không phải bảng biến xét dấu. X g phải x g x. Đây là làm chậm mới nghe, chút là chỉ làm lẹ. Bài này làm lẹ được. Nghiệm. Không. Đây. Không. Chốt. Đạo hàm của nó bằng không. Bắt đầu phương trình bậc mấy? Bậc nhất trong trái. Trừ. Cộng. Giảm. Tăng. Đây đón luôn. Trừ trên đi xuống. Trên đó. Không biết nữa thôi luôn á. Đi lên tới đỉnh. Cộng. Tiếp thế không vào đây ra mấy? Không. Chốt chưa? Bắt đầu đọc lên tiếng Việt Nam. Đọc lên đi. X bình lớn hơn bằng M. Vậy là miên hay mát lớn hơn bằng miên. Đúng rồi. Vậy là M phải lớn hơn bằng
mi ờ à, gì phải viết theo đúng thứ tự nha. Vậy là được, để cái này ngược lại để cho bạn thấy nè. Viết ngược là cái này ngang ngang quần m nhỏ hơn bằng x bình, rồi đọc đi, luôn luôn đọc cái biến trước, x bình lớn hơn bằng, vậy tìm miên hay mác, lớn bằng là miên vậy m nè, theo đúng dấu nè, nhỏ hơn bằng miên của x bình, x thuộc đâu, 2 đến 3. Chốt chưa? Chốt chỗ này chưa? Bắt đầu miên đâu, nhìn vô biểu thức này miên đâu chỗ nào? Nhưng mà mình bị sai cái gì? Mình bị sai hoài chỗ này mà không nhớ. Mình xét từ đâu tới đâu thôi. Từ 2 đến 3 thôi. Vậy mình ghi 2 ở đây. 3 ở đâu? 4. 3 ở đây. Thế 2 vô thì gx bằng bao nhiêu? 4. Chốt. Tiếp thế 3 vô. Chính chốt luôn chưa? Mình chỉ lấy từ 2 đến mấy thôi? 2 đến 3 thôi, những cái thằng này dục hết cho tôi. Vậy miên của từ 2 đến 3, miên của nó là số mấy? 4, mác của nó là số mấy? Chính, thấy chưa? Thấy rõ không? Vậy mình tương đương. Vậy m của mình sẽ nhỏ hơn bằng bằng 4. Đúng không? Nó nhỏ hơn bằng miên. Nhỏ hơn bằng 4. Chọn đáp án. Đây. À. Rồi lẹ hơn nè. Lẹ hơn nha. Lẹ hơn nha chị. Đây là cắt chậm nè. Cắt lẹ nè. Lẹ. Hồi nãy mình có gì? M nhỏ hơn bằng x bình với mỗi x thuộc gì? Từ 2 đến 3. Thấy cái này chưa? Từ 2 đến 3 cái hàng x bình này là hàm gì? Đi lên đúng không? Đúng rõ ràng không? Từ 2 đến 3 này lên đúng không? Đi lên. Thế 2 vô. 4. Thế 3 vô. Chính. Chốt. Đọc lên tiếng Việt Nam. X bình lớn hơn bằng. X bình lớn hơn bằng. M. Vậy là mắc hay miên? Miên. Vậy M phải nhỏ hơn bằng miên của X bình khi X thuộc vào từ 2 đến 3. Miên đâu? Đây. Thấy rõ ràng không? Vậy m nhỏ hơn bằng 4. Chốt. Làm trắc nghiệm phải làm kiểu này nó mới lẹ, còn làm kiểu này là làm tự luận nó lâu. Chốt chưa? Cái nào không hiểu